Leo Văn Minh chào anh em và các bạn xem video. Như các bạn đã biết, phong trào chơi cây cảnh của Việt Nam mình ngày càng đang phát triển. Hôm nay mình lại ra vườn của anh Bằng Văn Sơn, là một trong những hội viên của câu lạc bộ hoa quả cảnh Nhật Thành, để quay lại sơ bộ cái vườn cảnh nhà anh ấy. Bây giờ mình đi khai quát. Đây là cổng, trước ông có cây cổng đây, À đây là cây hoa giấy đây. à cây hoa giấy. À, các bạn nhìn cây hoa giấy này rất là. Thôi mình cứ đi khai quát trước các nhá, xong mình quay lại chi tiết. Thì anh Bằng Văn Sơn mới năm 2019 anh mới bắt đầu mới chơi. Thì dộ ấy, còn chơi trừ trước thì anh đã chơi từ lâu rồi. Đây mình quay khái quát qua về cái vườn cây thì mới chơi cho nên lượng cây còn ít. Ít. Bây giờ mình bắt đầu mình quay một số chi tiết. Đây là những cây anh đã vào chậu, còn những cây ở ngoài vườn đang dâm. Đây một số cây dâm ở trong vườn đấy các bạn ạ. Đây những vườn dâm mình chỉ quay khái quát thôi, trong tí mình quay chi tiết một số cây mà anh tâm đắc. Mình quay đi hơi nhanh hơi zoom, các bạn thông cảm nha. Cây này dáng siêu đây, bên cạnh một cây mẫu đơn đang có quả thì sim. Thôi mình đi đi khái quát thôi các bạn ạ. Mấy vườn mấy anh em hội hoa quả cảnh của Nhật Thành bây giờ mà ra vườn thì đi đâu cũng dám đi nhanh các bạn ạ. Vườn nào cũng thế, đi phải đi chậm chậm thôi, bởi không may là đạp bất cứ chỗ nào cũng có cây. Thì phong trào chơi cây anh em mấy năm nay đang phát triển rất mạnh. Trong thôn mình cũng vừa thành lập hội hoa quả cảnh của thôn Nhật Thành. Đây cây này là cây trực đây, cây dối dáng trực. Về bonsai cây cảnh thì cây này xếp vào loại cây đại. Cây này để ngoài sân vườn chứ không để trong hiên được. Về chuẩn mẫu của bonsai cây cảnh thì cây đại là từ 60. Cây mini là dưới 15 phân. Cây nhỏ là từ 15 đến 30 phân. Cây vừa từ 30 phân đến 60 phân. Và cây đại thì từ 60 phân trở lên. Thứ nhất, mình quay cây từ trong vườn ở trước. Thứ nhất là cây hoa giấy. Cây hoa giấy có gốc khá to các bạn ạ. Ở phần trên có hai thân. Thứ nhất là một thân hoành ra, để phóng ra. Mình gọi là vươn ra, không gọi cành phóng. Cành vươn là cành vươn là như thế nào? Vươn là nó phóng về phía trước, tượng trưng cho chúng ta phải phát triển về phía trước. Ví dụ Việt Nam mình là một nước kém phát triển và hiện tại đang phát triển chẳng hạn. Cành vươn này có tượng trưng là con người Việt Nam mình phải vươn xa, bay xa, đi ra nhiều nước trên thế giới để phát triển, đưa đất nước càng ngày càng mạnh giàu. Thân thứ hai, thân chính là thân trực. Cành đầu tiên ở bên trái, ở bên phải. Cành thứ hai bên trái tương tự như vậy cho đến hết. Cây này mình gọi là cây trực huyền, à trực hoành. Theo mình nghĩ như vậy. Còn anh Sơn anh đặt như nào thì mình không rõ. Tiếp theo một số cây kim giòn. À cây này, ui đây này. Nó đang đẩy ra đây. Mai chiếu thủy lá nhỏ các bạn ạ. Mai chiếu thủy lá nhỏ này nếu mình làm cây mini rất đẹp các bạn ạ. Đặc điểm của nó là lá rất nhỏ. Còn mình làm cây đại thì nó hơi lá hơi nhỏ, hơi nó không được đẹp cho lắm. Tuy nhiên ưu điểm của kim giòn này, cái mai chiếu thủy lá nhỏ này hoa ra thường xuyên. Rất dễ ra hoa, hoa rất đẹp, rất nhiều. Cho nên mình rất thích cái dòng hoa mai chiếu thủy lá nhỏ này. Tiếp theo, mai chiếu thủy cây dành dành mini chưa đến 15 phân. Mai chiếu thủy nhỏ mini. Hoa giấy tím đúng không? Hoa giấy tím bẹ rất đẹp. Bẹ rất là u cục, rất đẹp. Cây lộc vừng dáng phụ tử. Thân phụ cao lớn, thân tử nhỏ hơn, nằm bên trong. Đây tượng trưng như người cha đang ôm ấp che chở cho con. Rồi một cành thứ nhất, một thân. Cành này cành hồi âm. Thân thứ hai đằng sau, thân thứ ba. Và một cành ở trên, cành thứ tư là phóng ra để che chở cho người con. Một bẹ dưới. Gốc dưới khá u cục, thân thẳng. Đây ngày sau mình có thể đặt tên là gọi là ngũ lão giáng đình được, bởi vì tuy gốc thân thẳng thật nhưng mà nó khá u cục. Như cái này nó u cục hơn thì đẹp hơn thì thôi. Mỗi cái có một ưu điểm nhược điểm của nó. Được cái u cục gốc rất to. Như anh đã bè đất lại để cho cây phát triển đã. Năm thân.
Bên một cây xanh khá cổ, xanh Nam Điền khá cổ, anh mới để tự nhiên, chưa sửa chữa mấy. Cần thang, cần thang này để không đúng mặt chính rồi đúng không? Chậu hơi to. Chậu hơi to. Tiếp tục một số cây dưới. Cây xanh quần thụ. Cây xanh này có bệ gốc đẹp lắm nhưng mà đã be đất vào dần hết, không nhìn được cái bệ gốc đây. Bệ gốc nó lượn vòng lượn như là rồng vậy. Bệ gốc rất đẹp nhưng mà anh đã che lại cho chúng ta nhìn thấy. Tiếp tục ra cây cây ngoài này. Một cây hoa giấy anh vẫn trồng dưới đất để nuôi thân đã. Cây này có cái nhược điểm là nó hơi đuỗn, hơi dài một chút, nhưng ưu điểm là nó dáng rất là dẻo, lượn dẻo. Mình có đặt tạm thời đặt dáng long cũng được. Dáng long. Bên này một số cây cây dưới. Cây dưới này à. Ờ thôi. Dáng u cục khá đẹp. Thì anh em trong hội hoa quả cảnh Nhật Thành thì các bạn đa số là có phong cách chơi cây u cục. Một số cây, cây này vẫn chưa dâm à? Cây này vừa lấy. Đây, anh em hiện tại bây giờ vẫn giao lưu nhé các bạn nhé. Và đặc biệt trong hội hoa quả cảnh của thôn Nhật Thành dạo gần đây có anh Trần Quang Trung, anh cũng bắt đầu bán hàng, bán cây cảnh, giao lưu cây cảnh trên Facebook. Và có một lượng khách xem khá đông. Và có một số khách ở Hà Nội đã thành lập hẳn một hội yêu hoa quả cảnh của Trần Trung. Hôm nay có lên giao lưu. Và theo kế hoạch buổi chiều hôm nay, cho anh em trong hoa quả cảnh Nhật Thành hôm nay đang sắp xếp lại. Tuy rằng rất đơn giản, đơn sơ. Nhưng đó là cái tinh thần tiếp khách. Và cũng để cái động lực anh em cùng nhau làm. Còn mình thì mình chưa làm gì. Đây là một số cây xanh. Vườn nhà mình vẫn rậm mù, chưa sửa chữa cái gì các bạn ạ. À, cây xanh này gốc rất là quái các bạn ạ. Nó không phải là quái ở chỗ mà nó kỳ quái mà bệ gốc của nó đã được chủ nhân trồng rất là lâu rồi, tạo thành một hệ thống rễ kít vào với nhau. Thân thì là 3 thân. Cây này mình có thể gọi là quần thụ tam sơn cũng được, hoặc là quần thụ cũng được, hay tam thế đồng cư. Hãy chào các bạn nhé. Nhân dịp hôm nay đi qua nhà anh Sơn vào quay vườn anh ấy. Chúc các bạn chơi cây cảnh ngày càng làm được những tác phẩm để đời có giá trị để chơi.